Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 64 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Sau đây là chủ đề của phần 64 này. Đó là xì sì hoan sẽ xèo số từ cao quản. Xì sì hoan sẽ xèo số tức là thích viết tiểu thuyết. Xì sì hoan sẽ xèo số từ cao quản. Cao quản tức là cao chỉ quản lý, nhân viên quản lý cao cấp. Như vậy, cái tựa đề của nó chúng ta sẽ dịch là nhân viên quản lý cao cấp hoặc là chị nhân viên quản lý cao cấp thích viết tiểu thuyết. Thích viết tiểu thuyết. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có nắm được nhiều không. Sau đó mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Trần Chuyên Sơn sư bày chiến cơ, dỗ si cung cao quản. 不工作的时候，他喜欢看书、写小说。他小的时候家里有很多书，他最喜欢做的事就是看书、写字。他上中学的时候就开始写小说。 Xin tham cơ sinh sĩ, giao thiên. sư thiên tôi Đó là nội dung của cái bài vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe được nhiều không ạ? À? Ừ, chủ đề của đoạn này cũng không khó lắm. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích nội dung chi tiết nhé. Trần Duyên Sơn tức là Trần Nguyên Sinh. À, Trần là họ Trần, chữ là chữ Nguyên và chữ Sơn là chữ Sinh. Trần Duyên Sơn là Trần Nguyên Sinh. Sư Bị Chính Dĩ Cơ Dỗ Si Cung Sư Tờ Cao Quản. Bây giờ mình có những cái từ mới là Dỗ Si Cung Sư là công ty game. Dũ là những cái trò, trò chơi á. Mấy cái game, ví dụ như quản dũ là chơi game. Tôi rất là thích chơi game. của hình siêu hoán quản dũ xí. Ở đây là dũ xí cuốn sư tức là công ty game. Và cao quản tức là cao chỉ quản lý, nhân viên quản lý cao cấp. Như vậy ghép vào trong cái câu này. Chuẩn chén sơn sơ. Bày chiến dĩ cơ dũ sĩ cuốn sư tờ cao quản. Trần Quyên Sinh là một nhân viên quản lý cao cấp của công ty game ở Bắc Kinh. Bù công cho sự hồ. bù công cho sự hồ. khi không làm việc từ cung từ cung ở đây là thanh nhất cho nên ta đọc là bù công cho không có đọc là bù công cho ha. Thực ra thì nếu đọc là bù công cho thì người ta nghe cũng hiểu nhưng mà nó không có không có chuẩn thôi. Bù công cho khi không làm việc tha sĩ hoan khan su chị ấy thích xem sách sẽ xèo số là viết tiểu thuyết tha xèo tới sự hầu khi còn nhỏ tha xèo tới sự hầu khi chị ấy còn nhỏ cha lì dỗ hình to xuống, cha lì là trong nhà dỗ hình to xuống là có rất nhiều sách ở nhà có rất nhiều sách tha chơi hoan chua tờ xưa cái việc hoặc là những việc mà chị ấy thích làm nhất chị cho tờ việc chị ấy thích làm nhất chú sư khan su sẻ sư chính là xem sách và viết chữ tha sang trung sẻ tờ sử hô khi chị ấy học lên trung học sang trung sẻ tờ sử hô chiêu khai sự thì bắt đầu sẽ xèo số là viết tiểu thuyết như vậy là khi lên trung học thì chị ấy bắt đầu viết tiểu thuyết. Hiện tại, cô ấy sinh tuần đi làm công sứ, công là hiện nay, tham ấy cơ sinh si Chị ấy mỗi tuần Giao làm công là phải đi đến công ty, công tác 3 thiên là làm việc ba ngày. Nhưng tham là thiên công là tu sẽ xèo số tan sư tham mê thiên nhưng mà mỗi ngày chị ấy tô sẽ xèo số là đều viết tiểu thuyết y thiên khơ y xè chịu có xèo sữa y thiên là một ngày mình có thể dịch là mỗi ngày khơ y xè là có thể biết chiều cơ xèo sữa đến 9 tiếng đồng hồ chiều có xèo sữa mình cũng có thể nói là chiều cơ trung thổ suy treo hạnh hoàn tức là ngủ rất trễ tức là suy ta hạnh hoàn ngủ rất trễ thì vừa rồi là nội dung chi tiết của bài sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần để cho nó quen miệng quen lưỡi rồi chúng ta có thể nói trôi chảy hơn nhé xin mời mọi người chúng ta bắt đầu đọc có những cái câu mà nó tương đối dài một chút nhưng mà ngừng lại thì nó hơi bị không đúng chỗ cho nên mình cố gắng đọc luôn ha 陈娟生是北京一个游戏公司的高管。不工作的时候，他喜欢看书、写小说。他小的时候。 家里有很多书。他最喜欢做的事就是看书、写字。他上中学的时候就开始写小说。 现在他每个星期要去公司工作三天，但是他每天都写小说，一天可以写九个小时，睡觉很晚。 và trước khi kết thúc bài thì xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần với tốc độ nhanh hơn một chút để mọi người nghe cho nó quen chúng ta có thể nghe đi nghe lại nhiều lần để cho thật là quen và học thật là thuộc để mình kể lại khi mà chúng ta không có nhìn nội dung chúng ta vẫn kể lại được trong vòng khoảng một phút thì xem như là thành công bây giờ xin mời mọi người cùng nghe mình đọc một lần nhé 陈先生是北京一个游戏公司的高管。不工作的时候，他喜欢看书、写小说。他小的时候家里有很多书，他最喜欢做的事就是看书、写字。他上中学的时候就开始写小说。 Xin chào tham mấy cơ sinh sĩ, giao chị cung sư cung chùa sang thiên. Tăng sư, tham mấy thiên tôi sẽ giảo số. Y thiên khứ y sẻ chủ cơ giảo sứ, suy giao hẳn Và đến đây là kết thúc phần 64 của chương trình Học Tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả và nhân đây cũng xin chúc mọi người nhiều sức khỏe và cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này mọi người hãy cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và để cho video clip nó được lan tỏa nhiều hơn xin chào mọi người